và lời Phật dạy về duyên nợ trong tình yêu. Đêm khuya, trong một ngôi chùa, có một người quỳ dưới chân Đức Phật nhờ Ngài dạy về chuyện tình yêu. Người: thưa Đức Phật Thánh Minh, con là một người đã có vợ, hiện con đang yêu say đắm một người đàn bà khác, con thật không biết nên làm thế nào. Đức Phật: con có thể xác định người đàn bà con đang yêu hiện nay là người đàn bà cuối cùng và duy nhất trong cuộc đời con không? Người: thưa vâng. Đức Phật: con ly hôn sau đó lấy cô ấy. Người: nhưng vợ con hiện nay dịu dàng, lương thiện, thảo hiền, con bỏ cô ấy liệu có phần tàn nhẫn và mất đạo đức không thưa Đức Phật? Đức Phật: trong hôn nhân không có tình yêu mới là tàn nhẫn và mất đạo đức. Con hiện giờ đã yêu người khác, không yêu vợ nữa, con làm như thế là đúng. Người: nhưng vợ con vẫn rất yêu con, quả thật yêu con nhiều lắm thưa Đức Phật. Đức Phật: vậy thì vợ con hạnh phúc. Người: sau khi con chia tay vợ để lấy người khác, vợ con sẽ rất đau khổ, tại sao lại hạnh phúc thưa Đức Phật? Đức Phật: trong hôn nhân, vợ con vẫn có tình yêu đối với con, còn con đã mất đi một tình yêu đối với vợ con, bởi vì con đã yêu người khác. Chính vì có hạnh phúc, mất đi mới đau khổ, cho nên người đau khổ là con. Người: nhưng con cắt đứt vợ, sau đó cưới người khác, vậy là cô ấy đã mất con, cô ấy mãi là người đau khổ. Đức Phật: con nhầm rồi, con chỉ là người vợ con yêu thật sự trong hôn nhân. Khi một người như con không tồn tại, thì tình yêu thật sự của vợ con sẽ tiếp nối sang một người khác. Bởi vì tình yêu thật sự của vợ con trong hôn nhân xưa nay chưa từng mất, cho nên vợ con mới là người hạnh phúc và con mới là người đau khổ. Người: vợ con đã từng nói kiếp này chỉ yêu mình con thôi, cô ấy sẽ không yêu ai khác. Đức Phật: con cũng đã từng nói như thế phải không? Người: con... Đức Phật: bây giờ con nhìn ba ngọn nến trong lư hương trước mặt, xem ngọn nào sáng nhất. Người: quả thật con không biết, hình như đều giống nhau. Đức Phật: ba ngọn nến ví như ba người đàn bà, một ngọn trong đó là người đàn bà hiện giờ con đang yêu. Đông đảo chúng sinh, đàn bà đâu chỉ 10 triệu, 100 triệu. Ngay đến một trong ba ngọn nến, ngọn nào sáng nhất con cũng không biết, cũng không tìm được người con hiện đang yêu, thì làm sao con xác định được người đàn bà hiện nay là người đàn bà cuối cùng và duy nhất trong cuộc đời con? Người: con... Đức Phật: bây giờ con cầm một ngọn nến đặt trước mắt để tâm nhìn xem ngọn nào sáng nhất. Người: đương nhiên ngọn trước mặt sáng nhất. Đức Phật: bây giờ con đặt nó vô chỗ cũ, lại xem ngọn nào sáng nhất. Người: quả thật con vẫn không nhìn ra ngọn nào sáng nhất. Đức Phật: thật ra cây nến con vừa cầm giống như người đàn bà cuối cùng con đang yêu hiện nay. Tình yêu nảy sinh từ trái tim. Khi con cảm thấy yêu nó, để tâm ngắm nghía, con sẽ thấy nó sáng nhất. Khi con để nó vô chỗ cũ, con lại không tìm được một chút cảm giác sáng nhất. Thứ gọi là tình yêu cuối cùng và duy nhất của con chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. Suy cho cùng, chỉ là con số không, một cuộc tình trống rỗng. Người: con hiểu rồi. Không phải Đức Phật bảo con phải ly hôn vội vã, Đức Phật đang niệm chú làm cho con ngộ đạo. Đức Phật: nhìn thấu sẽ không nói trắng ra, con đi đi. Người: bây giờ đã biết thật sự con yêu ai, người đó chính là vợ con hiện nay. Thưa Đức Phật. Đức Phật: A Di Đà Phật. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ. Nhưng để hạnh phúc sống với nhau lâu dài thì cần phải có thêm sự cố gắng, sự vun bồi từ hai bên. Nếu một trong hai người buông tay thì kết quả chắc chắn sẽ là khổ đau. Nguyên nhân gần nhất dẫn đến sự đổ vỡ là sự xuất hiện của người thứ ba. Và theo lời Phật dạy trong bài Kinh Chuyển Pháp Luân,
Chính lòng tham bên trong tự thân mỗi con người là nguồn gốc của sự khổ. Lòng tham là không đáy, chính vì không đáy nên sẽ chẳng bao giờ biết đủ. Muốn mà không được chính là khổ. Tại sao anh chồng là người khổ chứ không phải là người vợ, trong khi anh ta là người bỏ rơi cô ấy? Ngay từ lúc cưới nhau, cô vợ chính là người mang lại hạnh phúc cho anh chồng. Được sống gần người mình thương là một điều vô cùng hạnh phúc. Sau một thời gian được sống gần nhau, nhưng tại sao người chồng lại đi tìm một người khác để yêu? Sống chung một người mà ta không thấy hạnh phúc, đó chính là khổ. Nên anh chồng là người đáng thương hơn là đáng trách. Bằng ngược lại, với người vợ, mỗi ngày cô dành hết tất cả sự tận tâm, tận tình để chăm sóc cho người chồng, trong việc nấu từng món ăn, ủi từng cái áo, vá từng mũi kim. Khi sự tận tâm chăm sóc càng nhiều thì tình yêu cô dành cho chồng càng lớn và hạnh phúc trong người vợ cũng tăng dần. Với người chồng, khi đã cưới được vợ, theo thời gian anh hiển nhiên xem đó là sở hữu riêng của mình, xem những việc vợ làm là trách nhiệm, là bình thường, nên anh không còn chú tâm nhiều như lúc mới yêu. Sự truyền thông trong tình yêu cũng dần phai nhạt và sự hạnh phúc trong anh cũng ngày một héo mòn. Vậy, bằng cách nào để chú tâm nhiều hơn? Đức Phật dạy, hãy mang ngọn nến đến gần hơn và chú tâm nhìn vào nó nhiều hơn, bạn sẽ nhận ra được ngọn đèn nào là sáng nhất. Sự chú tâm đó chính là sự chánh niệm, sự có mặt trọn vẹn cho mọi sự sống xung quanh bạn, trân trọng những gì bạn đang có. Chính vì trân trọng sẽ có mặt thường xuyên hơn, và sự có mặt thường xuyên hơn về cả tâm tư, tình cảm, thì dần dần sẽ có sự truyền thông, sự nhận ra nhau trong tự thân mỗi người, và rồi sẽ thấu hiểu nhau hơn. Hiểu nhau càng nhiều thì tình thương dành cho nhau càng lớn. Vậy, làm thế nào để có mặt trọn vẹn cho nhau nhiều hơn? Nếu người vợ nấu cơm thì người chồng cùng lặt rau hay rửa chén. Khi ngồi trên bàn ăn thì đặt hết sự có mặt và nâng niu từng thứ vợ làm cho mình. Có thể là một lời khen để người vợ cũng hạnh phúc vì mình được nhận ra. Rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Có phải ngon vì ruột bầu, vì rau tôm? Đó chỉ là những phần bị bỏ đi, nhưng cái ngon ở đây vì cả hai cùng có mặt, còn thấy nhau, còn nhận ra nhau trong bữa ăn. Niềm hạnh phúc chỉ đơn giản như thế. Hay đồng vợ đồng chồng tác biển Đông cũng cạn. Chỉ cần sự có mặt đầy đủ và trọn vẹn, cả vợ và chồng cùng chung một việc thì không có việc gì không thành. Vậy nên chỉ cần có mặt cho nhau và nhận ra nhau, nhận ra mọi thứ xung quanh bạn một cách trọn vẹn thì hạnh phúc không cần tìm kiếm đâu xa mà ở ngay trước mắt bạn.